Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất Hải Dương với hotline tư vấn là 0968228889. Và ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục gửi tới các bác với một mẫu xe vô cùng chất lượng đến từ thương hiệu Hyundai. Con này thì em vừa mua được của một bác ở Hải Dương thôi. Xe duy nhất một chủ từ đầu, lăn bánh chuẩn 6.8 vạn. Chủ nhân cũ đi cực kỳ cẩn thận và giữ gìn. Tất cả tình trạng xe nguyên bản, máy số nguyên zin. Anh chị nào chúng ta chưa yên tâm về chất lượng, các bác hoàn toàn có thể là đem đi check hãng một lần nữa trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Và ngày hôm nay thì với chiếc Hyundai i10 số tự động, một mẫu xe hatchback đi rất lành và tiết kiệm nhiên liệu mà lại còn bền bỉ, nhập khẩu Ấn, thì bên em đang chào bán cho chiếc xe này với giá tiền là 315 triệu đồng. Có thương lượng cho bác nào thiện chí thì nhấc máy ngay bây giờ và alo trực tiếp cho bên em theo hotline để được hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ cho chiếc xe này được không ạ? Vậy thì chất lượng của chiếc xe này ra sao thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em đi vào đánh giá chi tiết về chiếc xe. Đầu tiên thì chúng ta thử ngắm nhìn qua một chút cái form dáng bên ngoài. Sơn si bên ngoài chiếc xe này phải nói là còn rất ok. Không xuất hiện nhiều những vết xước sát hoặc là các chi tiết nhựa. Nó còn đẹp đúng không ạ? Và đường form nó không bị lệch lạc. Nhất là đường khe kẽ giữa trên thân xe ở khu vực cánh cửa, phần cốp hay là ở phần mặt ca lăng và phần về phía sau. Tất cả đều còn phẳng đều. Thì điều đó sẽ chứng tỏ là chiếc xe không bị đâm đụng, bị va chạm. Phần phía sau của chiếc xe thì được trang bị đèn phanh trên cao này, gắn mưa cho kính phía sau và cụm đèn hậu thì các bác có thể thấy này, theo thời gian nhưng mà nó còn đẹp cực kỳ luôn, không một vết ố vàng, có cảm biến cảnh báo va chạm. Và chúng ta kiểm tra một chút phần gầm. Hải Dương là một cái vùng miền mà có điều kiện đường xá tốt, cái thứ hai là không bao giờ bị ngập nước, nên các anh chị thấy này, cái gầm của nó đẹp như này, không một vết tì vết luôn các anh chị nhá. Nên là mua, các bác mua được một chiếc xe mà gốc Hải Dương thì các anh chị hoàn toàn cảm thấy yên tâm về chất lượng đúng không ạ? Và đây la răng chủ nhân cũng đi rất là giữ gìn khi mà không có vết xước sát gì. Lốp cai cũng còn rất là dày. Phiên bản này thì chúng ta có hai phanh đĩa trước và hai phanh tay chống phía sau, có đèn xi nhan tích hợp trên gương. Và xe đi ít nên là cụ thể từ cái cụm phanh bên trong các bác thấy nó trắng tinh như mới đúng không ạ? Đó, và một chiếc xe đẹp là như vậy, rất là chất lượng. Con này thì khẳng định luôn là các bác mua cho người nhà thì vô cùng yên tâm. Và tiếp tục với phần đầu chiếc xe này thì chúng ta có hệ thống đèn pha được tích hợp bóng đèn halogen. Đấy, và em quay gần nhá để cho các bác thấy độ đẹp của nó này, trong suốt như pha lê. Đấy, và những đường G nó không có khe hở. Đấy, kể cả viền xe cũng vậy, viền đèn cũng vậy, nó không có những khe hở. Đấy, hay là phần đèn gầm đây. Đấy, phải nói là con này quá đẹp, quá chất lượng đúng không ạ? Và tiếp tục là bên này. Đấy, chúng ta cứ kiểm tra thật kỹ lưỡng đi trước khi mà các bác cảm thấy thực sự là ưng ý về chất lượng của nó thì chúng ta tiến hành giao dịch với chiếc xe này. Đấy, con này thì mua thì đảm bảo các anh chị là chúng ta không thể chê vào đâu được về chất lượng. Vậy thì tiếp tục xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng em đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này các bác nhé. Vâng, nội thất của chiếc xe phải nói là còn quá đẹp luôn. Đầu tiên thì các bác có thể kiểm tra cho em cái bảng tappi bên phía lái này. Đấy, cái chi tiết nhựa nó còn đẹp, nó không có nhiều những vết xước sát. Đấy, hay là màu nó vẫn, màu sắc nó vẫn còn tươi sáng. Xe được trang bị một kính auto, gương chỉnh điện và có cặp gương tự động các bác nhé. Tay nắm cửa mạ chrome. Và độ zin nguyên bản thì đây, các bác có thể thấy từng ngốc này. Không một vết vặn luôn. Và đây, kể cả bên này cũng thế. Quay cho các anh chị rất là cẩn thận và rất là kỹ để cho các bác chúng ta chỉ cần thông qua clip này thôi thì các anh chị cũng thể đánh giá được chất lượng hiện tại của xe ra sao rồi. Xe vẫn được trang bị ghế nỉ nguyên bản. Cái này thì các bác nào nếu thích chúng ta thể bọc lại ghế ra. Nhưng mà chủ nhân cũ đi cũng rất là giữ gìn nên phần ghế nỉ của nó còn sạch đẹp, không có nhiều vết bẩn. Và đây, tiếp tục chúng ta có thể ngồi vào cái vị trí lái và em có thể nổ máy nhá. Này. Máy nổ rất êm là một này. Điều hòa thì bật cái mắt luôn. Đó, và thông số thì hiển thị rõ nét, và chiếc xe này là chạy chuẩn 6.8 các bác nhá. Đấy, một cái màn hình Android rất là xịn sò rồi, có tích hợp cam lùi đầy đủ cho các anh chị. Đấy, và vô lăng thì đây. Đấy, cũng còn rất là mới này. Đấy, chúng ta có một vài những tính năng cơ bản trên này, tăng giảm âm lượng, tắt âm. Đấy, và phần chân thì cũng được chủ nhân cũ người ta đi người ta giữ sạch đẹp như này. Đấy, nên cái bác mua con này thì phải nói là hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đấy, bởi một chiếc xe không bị đâm đụng, không bị va chạm, máy số zin rồi. Đấy, nhưng mà điều quan trọng nữa mà chúng ta quan tâm thì đó phải là một chiếc xe mà chủ nhân người ta giữ gìn. Thì các cái chi tiết nội thất nó sẽ đẹp, vì những chi tiết nhựa thì chúng ta thấy là gần như sẽ không, rất là khó để phục hồi cái tình trạng như ban đầu. Đây, nổ startup có, chìa khóa thông minh có. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Khu vực cần số đây, rất đẹp luôn. Đúng ạ, rất chắc chắn. Và một chiếc i10 2016 bản nhập Ấn. Tại sao dòng nhập Ấn này thì cái giá nó giữ? Bởi bác nào nếu mà chúng ta đã từng đi xe nhập khẩu thì các anh chị sẽ thấy được cái chất lượng của giữa dòng xe lắp ráp và xe nhập khẩu nó có sự khác biệt. Đấy, nên là cái dòng xe nhập khẩu thì bao giờ cũng được người tiêu dùng đánh giá cao hơn chất lượng một chút so với cả những mẫu xe lắp ráp. Và đây, tiếp tục với phần phía sau này, đây là cái tem nhập khẩu các bác nhé. Phía sau thì anh chị thấy là chiếc i10 dù là chỉ là một mẫu xe hạng A thôi nhưng mà nó cũng mang lại chúng ta một cái không gian khá là rộng đúng không ạ? Và đây, cái ghế nỉ nguyên bản mà nó còn rất là sạch đẹp.
có thể là bác nào thích chúng ta để nguyên như này cũng được, kể cả phần nỉ sàn các bác nhá. Anh chị thấy này, chủ nhân đã đi rất là sạch đẹp đó, rất là ok luôn. Bạn đắp đi hay vào đây, tiếp tục với phần cốp phía sau của chiếc xe này. Thì cốp chiếc xe này thì các bác thấy là sẽ chia làm hai tầng, chúng ta thể để một chút đồ nhẹ trên đây. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có lốp dự phòng. Lốp dự phòng các bác nhá, tôn sắt xì các bác thấy này, nó đẹp như này đó. Mà còn từng con ốc bao zin toàn tập cho các anh chị, không một lỗ nhỏ luôn. Nói là không có gì để chê về chất lượng của chiếc i10 phiên bản này cả. Vâng, có lẽ là chúng ta bàn về giá thôi, một cái mức giá rất là hợp lý ở thời điểm bây giờ. Đấy, chỉ có 315 triệu đồng cho chiếc xe này ngày hôm nay thôi. Anh chị nào quan tâm thì các bác hãy trực tiếp alo cho em Việt để được hỗ trợ và tư vấn và chốt cho các anh chị một cái giá tốt nhất trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Đấy, thì tiếp tục với phần động cơ đi, và chúng ta sẽ kiểm tra tới phần động cơ để xem hiện trạng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng, được không ạ? Vâng, và đây là cô máy 1.0 đến từ thương hiệu Hyundai. Con này thì mức tiêu hao nhiên liệu chỉ rơi vào khoảng 6 lít cho đến 6 lít rưỡi cho 100 km các bác nhá. Và các anh chị để thấy là máy này zin từ trong giòn cò luôn. Đấy, con ốc không có một vết vặn, bằng da máy tươi, đúng cái chất xe Hải Dương, nó đẹp đến mức độ như vậy các bạn. Đấy, quay rất là kỹ lưỡng để cho các bác chúng ta ở xa thôi, các anh chị chúng ta nhìn cái clip này, các bác có thể đánh giá chất lượng. Bằng anh chị có thể thấy cái gioăng đỏ phía dưới nhá. Đấy, nó còn nguyên bản. Đấy, hai capo này. Đó, và một chiếc xe chất, xe đẹp nó phải như vậy, đúng không ạ? Vâng, nguyên bản về chất con này rồi, bao test hàng toàn quốc luôn. Vâng, vậy thì với chiếc Hyundai i10 cực đẹp 2016 mà bên em đang chào bán với giá là 315 triệu. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhấc máy alo cho em Việt theo hotline 0968228889 để nhận được cái sự hỗ trợ tư vấn về chiếc xe này, được không các bác? Một lần nữa thì cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của kênh YouTube Việt Xế Chất. Chúc các anh chị một ngày mới thật vui vẻ, và hãy cùng ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất có mặt tại showroom của bên em.